Đâu vừa có thể ăn nhậu vừa có thể ngắm máy bay, thú vị hết sảy đây ta. Một trong những quán nhậu yêu thích nhất của mình có chi nhánh đầu tiên ở quận Gò Vấp. Chỗ này thì quen thuộc quá mà, nhìn phát là biết ngay Warning Zone. Chi nhánh này nằm ở trên đường Quang Trung nha. Bò Warning Zone và tôm sống sốt Thái là hai món mình luôn luôn gọi khi tới. Mấy món còn lại thì tùy vào tâm trạng hôm đó mình muốn ăn gì. Nhưng mà mình thấy không có khó chọn lắm đâu, vì ở đây món nào cũng ngon, món nào cũng hợp gu mình hết. Từ phô mai chiên cho tới ít nút rơm, lại còn cả lòng gà trứng non nữa. À còn phải kể tới cơm chiên dưa bò và hào chiên chấm sốt mayo. Biết sương sương mấy món khoái khẩu của mình thôi đó, chứ menu ở đây mình ăn gần hết rồi. Tuy là giờ có rất là nhiều sự lựa chọn khác, nhưng mà Warning Zone vẫn luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu của mình.